Cuộc cạnh tranh ở nội dung đi bộ nam 20.000m diễn ra hấp dẫn từ đầu tới cuối giữa hai vận động viên của Đà Nẵng là Nguyễn Thành Ngưng và Võ Xuân Vĩnh. Đây có thể coi là cuộc đua tranh kịch tính nhất trong những năm trở lại đây ở nội dung đi bộ nam, khi Võ Xuân Vĩnh đã có màn thể hiện ấn tượng để tạo áp lực lên người dẫn đầu Nguyễn Thành Ngưng. Sự sôi động được đẩy cao trào ở những mét cuối khi cả hai đều tăng tốc. Cuối cùng, Nguyễn Thành Ngưng vẫn là người cán đích đầu tiên với thời gian 1:33:22.06, kém hơn chỉ 10% giây. Võ Xuân Vĩnh về đích thứ hai và giành huy chương bạc. Thành tích của hai người dẫn đầu đã chính thức phá kỷ lục quốc gia mà Thành Ngưng đã lập được vào năm 2019. Sau khi nội dung đi bộ nam 20.000m kết thúc thì cũng là lúc người chị của Thành Ngưng là Nguyễn Thanh Phúc bước vào tranh tài ở nội dung đi bộ 20.000m nữ. Cô cũng đồng thời đang là kỷ lục gia của đi bộ nữ Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Ở nội dung đi bộ 20.000m nữ, vận động viên Nguyễn Thị Thanh Phúc tiếp tục không có đối thủ. Phạm Thị Thu Trang của đoàn Hà Nội chỉ có thể gây ra những sức ép nhất định trong khoảng thời gian đầu. Phần còn lại, Thanh Phúc tăng tốc và băng băng về đích. Vận động viên 32 tuổi này cán đích đầu tiên với thời gian 1:46:47.38. Xếp thứ hai là vận động viên Phạm Thị Thu Trang của đoàn Hà Nội và giành tấm huy chương đồng là Thái Thị Kim Ngân của đơn vị Đắk Lắk.